Thì chúng ta đang ở trên map Anthem Stronghold, một cái map mà tôi đánh giá là nó rất là khó chịu. Như các bạn biết là cái map này thì nó có cái mỏ 2 ở bên trong main bay. Đường vào main bay thì lại bé xíu xíu luôn. Cho nên là việc tấn công khi mà hai bên có hai mỏ là việc bất khả thi. Cho nên là tất nhiên tức là nói chung là bất khả thi ạ. Tại vì là cái round nó bé quá, tấn công lên rất là khó, nên là phòng ngự thì luôn luôn dễ dàng hơn là tấn công. Cho nên là các game thủ của chúng ta thường sẽ mark cô đến mỏ 3, chứ không có ý định tấn công sớm. Với mỏ 3 họ sẽ có những cái tech đầy đủ. Thường thì cả hai bên sẽ có khoảng tầm nâng cấp tối đa là sẽ có nâng cấp 22. Sau mới bắt đầu push sang mỏ của đối phương. Rớt trận này cũng rất tự tin luôn thưa bạn, anh ấy ăn luôn 3 mỏ. Đây việc hết sức quan trọng đấy ạ. Hôm nay GDL đánh đến 8 giờ nhá. 8 giờ bắt đầu đến VDL. VDL đánh đến khoảng tầm 10 giờ. VDL chỉ cắt khoảng tầm 2 tiếng thôi xong rồi. This is another level of coolness. I was talking to Frodan about it. He said the funniest thing that I just totally. Hôm qua phải cáp trên cái máy cùi bắp của mình cho nên là nó yếu quá, giật nữa. Mình cũng hôm qua mình cũng ốm rồi, mình mệt. Nhưng may hôm nay thì mình đỡ rồi. Hôm nay thì mình có thể cáp nhiệt tình cho bạn rồi. Dự kiến là chiều thứ bảy thì bọn mình sẽ không cáp nhé. Lịch trình sẽ là thứ hai là bảng A, thứ ba là bảng B, thứ tư là bảng C, thứ năm là bảng D, thứ sáu sẽ là đến vòng playoff là 1/8. Thứ bảy thì mình sẽ phải dành thời gian để mà mình setup máy móc địa điểm ở bên An Phát để cho các game thủ ở Hà Nội có thể là đến theo dõi trận chung kết này, xem đánh chung kết này, chơi bời, nhận giải thưởng và quan trọng hơn là có thể chơi Candy Crush Saga. Các bạn nào mà ở không thi đấu, tức là không đăng ký thi đấu được giải VSL để mà giành để kiếm cơ hội giành cái giải thưởng là một cái ổ cứng của USD ấy, thì các bạn có thể là đến đến chủ nhật này đến xem chung kết, sau đó là ngồi đánh những Candy Crush giải thưởng. Giải thưởng cũng là một ổ cứng luôn. Giải thưởng của Candy Crush Saga còn ngang bằng giải thưởng của giải nhất VSL thôi các bạn. Các bạn nên tập dần đi. Đấy là một cái trò chơi mà các bạn có thể rủ gấu tham gia được. Ở giải đấu Candy Crush trước thì mình với cả gấu mình, à không phải gấu mình chứ, mình chỉ làm partner thôi. Gấu mình đã giành giải nhì rồi. Gấu mình hiện nay được đang gọi là tạm giữ danh hiệu là nữ hoàng Candy Crush rồi, Candy Crush Saga rồi. Nên là bạn nào mà có gấu thì các bạn cũng nên training cho gấu dần đi, để các bạn có thể vừa chơi với gấu vừa chém gió với gấu được. Hiện nay thì Oracle của Deer đã bắt đầu di chuyển rồi, và bắt đầu di chuyển rồi, đã sang đến mỏ 3 của Zerg rồi. Zerg hiện nay chưa có Spy Color. Spore Color thì quả này là thốn rồi, hơi thốn cho rớt rồi. Đã vừa Orc vừa bay ngang qua đã có bốn con chết rồi. Vâng, 6 con rồi. Ui xổi ôi, thiệt hại quá. Quá lớn luôn. Bây giờ Orc thứ hai đang bắt đầu lẻn sang. Mục tiêu con này chắc là nó sẽ đi thẳng vào bên trong bên bay thôi. Đây rồi, vào bên bay thôi. Ui, màu 3 còn chưa hoàn thành xong Spore Color kìa. Rồi, một sắc linh đã phát hiện ra mỏ 3 của anh Dia rồi. Hiện nay thì như bạn thấy rằng Potos thì anh ấy đang bắt đầu lên Pala Council, cùng với đó là lên nâng cấp cộng 1 tấn công cho quân đội của mình. Anh ấy đạt thêm 4 gate nữa. Lên Twilight Council thì tôi nghĩ chắc lại Blink Stalker rồi. Dễ Blink lắm. Tại vì là cái đường vào main bay nó bé như thế kia, thì nếu như mà cứ cù cưa ở dưới thì sẽ mất rất nhiều thời gian. Cho nên là thay vì đi bộ lên thì anh em có thể Blink lên cho nó gần. Blink lên trên main bay của Zerg thì nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Đấy, chính xác là Blink Stalker rồi.
và lại còn được cộng một tấn công nữa thì Stalker sẽ phát huy hiệu quả của nó rất là tốt. Trận đấu lần này thì rớt của ông ta đã rất chủ động trong cái việc là mà Marco game mà sau đó là mới bắt đầu lên rốt. Như vậy là rốt mà một lượng rốt rất là đông đảo với nhờ 3 gate, nhầm 3 hatchery, 3 hatchery này cộng với như vậy là 12 con lava ra cùng lúc. Rốt sẽ có thể là mob ra liên tục luôn. Và bây giờ quân đội của Protoss bắt đầu sắp sửa di chuyển rồi, khi chúng ta nhìn thấy rất nhiều sentry đã được warp ra như này. Sentry đi bộ từ nhà của Protoss bắt đầu đi sang đến nơi thì sẽ tích được khá nhiều energy để có thể fog fill được. Rồi, phát hiện rồi, Zergling chỉ toàn Zergling ở đây mà thôi. Protoss của chúng ta có thể dễ dàng là warp ra những con Zealot để mà counter lại đàn Zergling này. Thời điểm này thì Zerg của chúng ta còn đang lên nhà spy để lên Muta. Chắc là tôi nghĩ không biết, à đúng rồi, lên nhà spy đặt xuống nhà spy để lên Cooper với cả nhà Infestation Pit để mà lên Locust để phòng ngự. Ở thời điểm này thì nhà đấy sắp sửa xong rồi, tôi nghĩ chắc là sẽ không sớm thì muộn thì Zerg cũng sẽ có Locust mà thôi. Sẽ có Swarm Hot. Vâng, bây giờ combat bắt đầu diễn ra rồi, rất nhiều fog view. Vâng, Proto đã bọc lại quân của mình rồi. Orker đã lẻn lên, vâng, đã bật Dala lên rồi, đã bắt đầu bật skin rồi, nhưng tuy nhiên có vẻ Orker vừa skin nhầm như vậy. Ô, được xong rồi, vâng. Orker không kill được con kia rồi. Bây giờ là đến lượt mỏ này. Vâng, xong rồi. Proto đang bị đẩy về phía sau. Proto hiện nay không biết đã hình như chưa có cả đã có Blink Stalker rồi. Bây giờ bắt đầu đẩy ngược lại rồi, mà đã mất ma ship core rồi. Bây giờ thì Zealot đã bắt đầu áp sát được đàn Rốt rồi. Rốt cần phải hit and run thì mới có thể cai Zealot được. Zealot mặc dù là nó khá là yếu trước Rốt, nhưng mà nếu như để nó áp sát thì cũng rách việc đấy ạ. Thế này thì Zealot đã hết rồi, Protoss lại phải tiếp tục warp ra ở phía sau nữa. Thế này anh ấy đang warp ra khá nhiều Stalker. Vâng, Stalker Blink đang đối đầu với cả Rốt rồi. Quá ngon rồi. Ô, không được rồi, cần phải Blink thêm phát nữa. Vâng, cần phải Blink lưu đây. Hiện nay lợi thế đang có lợi cho Protoss của tại anh ấy bắt đầu warp ra thêm Stalker nữa rồi. Vâng, tiếp tục warp ra thêm Stalker nữa. Protoss sắp sửa có thêm cả cộng 2 tấn công nữa rồi. Vâng, bây giờ thì Zergling đã có mặt nên Zergling sẽ đẩy Stalker lui về phía sau. Hiện nay đã có 14 con Stalker rồi. Rốt kỳ có 10 con Rốt mà thôi. Rốt cần phải mob ra thêm rồi. Vâng, Rốt cần phải mob ra thêm rồi. Hiện nay anh ấy đang mob ra Zergling, khá nhiều Zergling đã ở vị trí này rồi, và thêm đó là 5 con Rốt nữa. Đây là vừa đủ thôi. Hiện nay Zerg đã bắt đầu ăn thêm cả vị trí mỏ thứ tư nữa rồi. Trận đấu lần này tôi đánh giá là Zerg đánh rất là chuẩn bài. Vâng, đây tầm nhìn này, tầm nhìn không phát hiện ra được đối phương đã có mỏ tư rồi. Bây giờ thì Protoss đang bắt đầu đẩy lên. Ở thời điểm này Protoss nên đặt thêm một nhà Robotic Facility, sau đó có thể là warp ra chú Rapism. Rapism sẽ giúp cho Blink Stalker phát huy được hiệu quả, khi mà hiện nay thì Protoss chỉ có thể loanh quanh được ở vị trí rìa bên ngoài thôi. Bởi vì nếu như bây giờ mà đi sâu vào lãnh địa của Zerg thì sẽ không thể nào có warp gate. Không thể nào warp gate ra được, không thể nào warp thêm quân ra được. Hiện nay Massive Core đang được mua trở lại, Protoss thì đang tích. Vâng, bây giờ Protoss đã bắt đầu đặt xuống nhà Robotic Facility rồi. Anh ấy sẽ lên Warpism. Anh ấy vẫn đang loanh quanh ở đây, đang tích khá nhiều Stalker. Anh ấy warp ra Sentry ở nhà để có thể hỗ trợ trong việc phòng ngự. Vâng, quả này quá ngon rồi. Có thể nói là trận này anh ấy cả hai bên đánh rất là cân bằng nhau thôi bạn. Trận rất là cân luôn. Vâng, Stalker đang có mặt ở đây. Protoss, cả ba mỏ của Protoss hiện nay đang khai thác rất là nhiệt tình rồi. Rất bắt đầu nâng cấp lên đời rồi. Vâng, và Muta đã bắt đầu ra rồi. 12 con Muta đã ra nơi rồi. 12 Muta này cần phải được sử dụng trong cái việc là harass mỏ của đối phương, chứ không phải là để mà tấn công cho combat. Tại vì là Stalker Blink thì nó để phòng ngự trước Muta rất dễ dàng. Nên là trong thời điểm này thì Muta cứ lẻn vẻn. Vâng, Muta tập trung ở vị trí mỏ 2 của Protoss rồi. Mỏ 2 của Protoss không hề có bất kỳ một cái can đông nào. Muta đã bắt đầu lao vào rồi kìa. Anh Carter đâu? Đây rồi. Anh streamer bây giờ đã quay ra cho chúng ta xem rồi. Zergling vừa lao vào đã gặp ngay Zealot phòng ngự ở vị trí mỏ 3. Muta đã lẻn vào vị trí mỏ main bay rồi, không được rồi. Ôi rồi, Zealot kìa, đưa Zealot về. Thôi xong rồi, mất Zealot rồi. Protoss đã warp ra thêm Zealot ở vị trí bên trên này nữa. Bây giờ cần phải có Stalker ở đây. Muta đang quay trở lại vị trí main bay. Protoss đang phải chia Stalker của mình ra làm hai hướng. Một hướng phòng ngự ở mỏ 3 và một hướng phòng ngự ở vị những con Muta kia. Hiện nay thì Zerg đang chơi rất tốt thưa các bạn. Chơi rất tốt, khác hẳn hoàn toàn so với cả ở game đấu thứ nhất. Hiện nay thì Protoss đang để quân của mình đang để hết probe ở vị trí main bay để mà khai thác. Anh cần phải chia ra vị trí mỏ 2 nữa. Và sau đó đã có thể đặt thêm canon với cả cái lượng khoảng tầm 12 con Muta kia, để anh chắc chỉ cần khoảng tầm mỗi mỏ 2
Hai Canon là đẹp rồi. Ô không được rồi, Warpism chở quân đi đã bị phát hiện ra rồi. Và nơi không, Warp xạ xuống không. Không được rồi, vâng, Rốt đã có mặt rồi, coi như xong rồi. Tip cho chú Warpism này. Tốt, hiện nay đã có nâng cấp cộng 2 tấn công xong, anh sắp sửa có cả cộng 3 nữa. Một bay trung bình thì cần khoảng tầm 16 con ăn khai thác Miro. 16 con cộng với cả 6 con khai thác ga nữa, như vậy khoảng tầm 22 con. Là đẹp. Tuy nhiên các bạn chỉ cần nhìn thấy có cái con số trên trên Nexus đấy, nó ghi là 16 là đẹp rồi. Này thì như chúng ta thấy đấy, Muta vẫn đang loanh quanh. Vâng, 3-4 Fox Field quá đẹp rồi. Rốt đã bị kẹt lại rồi. Stalker đang làm rất tốt nhiệm vụ của nó. Ô kìa, Fox Field bắt nữa. Ôi không được rồi, hết mất Sentry rồi. Infector đã vào được đến trong rồi. Bây giờ thì đúng rồi, đúng rồi. Phoenix cứ lao ra mà nhấc Infector thôi. Bây giờ Muta đang harass ở vị trí bên trong mỏ 2. Phụ tôi của ta đang phải phòng ngự khá là chật vật đây. Ở đây không có Canon, anh ấy không đặt bất kỳ cái Canon nào để mà phòng ngự cái mỏ 2 quả. Cái vị trí mỏ 2 là rất khó phòng ngự trong cái map, trong cái map này, tại vì phải di chuyển từ bên ngoài mỏ 3 rồi đi bay blink vào bên trong main base, sau đó mới bắt đầu đi xuống vị trí mỏ 2 để phòng ngự được. Bây giờ Phoenix đang có mặt ở đây rồi. Vâng, 4 Phoenix đang đối đầu với cả Muta, tuy nhiên số lượng Muta khá đông. Phoenix đã không được micro này thì không thể nào mà chiến thắng được trước những con Muta như này. Thưa bạn, hiện nay thì Duck anh ấy đã có được 59 Walker kill rồi. Hiện nay thì số lượng worker của Protoss bay chỉ còn có 28 mà thôi. Rất nhiều Zergling đã được đẩy xa như này. Zergling sẽ xử lý Stalker, sẽ xử lý Sentry rất nhanh thưa các bạn. Zergling vâng, bây giờ lẻn là vừa rồi, bắt đầu bắt Canon rồi. Một pha Warp Prism, 5 con Zlot đang counter lại vị trí mỏ thứ 5 của Zerg. Tuy nhiên cái mỏ đấy chẳng có gì cả, Zerg có thể là cho không luôn. Hiện nay combat bắt đầu diễn ra ở vị trí mỏ 3 này. Vâng, đã mất mỏ 3 rồi, GG. Và Duck đánh rất hay ở trong game đấu lần này thưa các bạn. Duck đánh không hề như một thằng ngố ở trong game đấu thứ nhất nữa. Và như vậy Duck lại giành chiến thắng ở trong cặp đấu đầu tiên. Như vậy anh Duck sẽ là người đi vào Winner Match. Còn anh đi thì phải đến với cả Loser Match.